Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng trên kênh YouTube tạp chí Viettimes. Thưa quý vị, trước phiên xét xử ông Lê Thanh Thản, người dân CT6C Kiến Hưng có nguyện vọng nếu không được cấp sổ đỏ thì mong được bồi thường giá trị tương đương một căn hộ tại thời điểm hiện nay. Ngày 10 tháng 8, tòa nhân dân Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên xét xử ông Lê Thanh Thản, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty BMS, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự trước phiên xét xử luật sư nguyễn văn hưng giám đốc công ty luật Phúc Khánh Hưng, người bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân tại khu trung cư CT6C Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Những hộ dân ở CT6C đã theo dõi sự việc rất nhiều năm. Họ cũng đã khởi kiện một vụ án liên quan tới đề nghị cấp sổ đỏ, sau đó mới có vụ án khởi tố ông Lê Thành Thản về hành vi lừa dối khách hàng. Theo yêu cầu ban đầu của người dân, họ rất mong muốn được các cơ quan chức năng xem xét cấp sổ đỏ để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên gần đây, khi sự việc ngày càng sáng tỏ thì khả năng được cấp là rất khó khăn. Người dân rất hoang mang lo lắng để bảo vệ quyền lợi cho mình. Họ đã thống nhất, ngoài đề nghị cấp sổ đỏ, họ cũng yêu cầu ông Thản phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi lừa dối khách hàng. Những trường hợp ký hợp đồng mua bán căn hộ với ông Thản vào năm 2011, 2012, khi đó giá căn hộ dao động từ hơn 1 tỷ đồng một căn. Thời điểm ấy cũng có thể mua được một căn hộ tương đương ở cùng khu vực. Thế nhưng khi giá cả leo thang, mỗi căn hộ hiện có giá rất cao. Về phía ông Thản, lại chưa đưa ra được phương án nào để người dân chấp nhận về vấn đề bồi thường thiệt hại. Tại phiên tòa sắp tới, người dân cũng có yêu cầu, trường hợp nếu nguyện vọng cấp sổ đỏ không thể thực hiện được, họ mong muốn phải được bồi thường giá trị tương đương một căn hộ tại thời điểm hiện nay để họ yên tâm ổn định cuộc sống. Còn nếu phía ông Thản đưa ra phương án sẽ hoàn trả tiền theo hợp đồng mua nhà, rõ ràng câu chuyện không đáp ứng được nguyện vọng cũng như thực tế hiện nay để mua một căn hộ theo quy định của pháp luật, nếu như hợp đồng bị vô hiệu do hành vi lừa dối của bên bán căn hộ, thì bên bán phải bồi thường rất nhiều thứ, ngoài việc trả lại tiền, cụ thể như các chi phí người dân đã bỏ vào cải tạo, sửa chữa căn hộ, giá trị tranh lệch của căn hộ đó tại thời điểm hiện tại so với thời điểm bán. Hiện nay, để giải quyết những yêu cầu của người dân, theo cáo trạng của viện kiểm sát có nhắc đến phương án giải quyết về phần dân sự có thể tách vụ án để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu. Nghĩa là trong vụ án này có 488 người bị hại ở CT6C để giải quyết triệt đề về phần dân sự, có thể sẽ tách ra để giải quyết mỗi hộ dân. Mỗi bị hại là một vụ án sẽ có đánh giá đầy đủ, chính xác về thiệt hại và vấn đề liên quan khác. Cáo trạng đang mở ra hướng như vậy. Tuy nhiên, để tòa án có chấp nhận quan điểm của cáo trạng hay không thì hoàn toàn do thẩm quyền quyết định của hội đồng xét xử. Song với những tài liệu chứng cứ qua công tác sao chụp hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy chưa có đủ cơ sở đầy đủ để đánh giá thiệt hại của người dân cũng như xác định giá trị căn hộ tại thời điểm hiện nay. Nếu chỉ căn cứ vào hợp đồng mua bán sẽ rất thiệt thòi cho người dân. Theo quan điểm của luật sư, khi giải quyết vụ án hình sự trách nhiệm bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả là trách nhiệm của người phạm tội tòa án giải quyết trong một vụ án sẽ đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân trong trường hợp này nếu như người phạm tội và người bị hại có thể thỏa thuận với nhau tại phiên tòa về một phương án bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả người dân thấy phù hợp thống nhất quan điểm tòa án sẽ ghi nhận sự thỏa thuận đó giữa hai bên với nhau đó là một phương án mà thực tiễn xét xử các vụ án đã diễn ra rất nhiều việc thỏa thuận này ngoài ra nếu như giữa hai bên không tìm được tiếng nói chung thì tòa án sẽ xử để tuyên buộc người phạm tội có trách nhiệm bồi thường thiệt hại các phục hậu quả như thế nào cho người bị hại tòa án sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật cũng như thiệt hại thực tế của người bị hại chi phí hợp lý theo quy định để tính toán số tiền bồi thường trong vụ án này có đặc thù số người bị hại đông, số căn hộ có diện tích khác nhau. Đồng thời, trong những người bị hại, có những người mua nhà từ đầu, có những người mới mua. Vì thế, để tìm được công thức chung tính toán cho từng người bị hại trong số 488 bị hại trong vụ án này, cũng là bài toán đặt ra cho hội đồng xét xử, phải giải quyết. Đây là lần đầu tiên ở nước ta mà ngành tư pháp phải giải quyết một vụ án có tính chất đặc thù. Đối với tội lừa dối khách hàng là tội danh mới, được quy định trong Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2015 2017. Thực tế, một số địa phương đã xử lý về tội này, nhưng thường quy mô rất nhỏ, chẳng hạn ở hoạt động mua bán không đúng chủng loại, số lượng, chất lượng trong hợp đồng. Trong giới bất động sản, ông Lê Thanh Thản được biết đến với nhiều biệt danh như đại gia điếu cày, ông chùm nhà giá rẻ. Tuy nhiên, những dự án nhà giá rẻ ông Thản từng tạo ra cơn sốt trên thị trường bất động sản, nhưng cũng chính việc xây dựng dự án không tuân thủ các quy định pháp luật, nhiều sai phạm khiến đại gia điếu cày đi Rolls Royce vướng vòng lao lý. Chủ tịch 73 tuổi của tập đoàn Mường Thanh ra tòa với cáo buộc chỉ đạo xây trái phép một tòa nhà và nhiều căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng quận Hà Đông Hà Nội, quảng cáo gian dối lừa gần 500 người mua, hưởng lợi bất chính gần 500 tỷ đồng. Đây là một trong số hơn 10 chung cư ông thản tại Hà Nội sở hữu hàng loạt khách sạn mang thương hiệu Mường Thanh trên khắp các tỉnh thành, nhưng tên tuổi của tập đoàn Mường Thanh thực sự gây được chú ý khi ông Lê Thanh Thản triển khai các dự án nhà ở tại Hà Nội. Tại thời điểm năm 2012, khi dự án bất động sản đóng băng, doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên thuộc tập đoàn Mường Thanh hâm nóng thị trường Hà Nội bởi hàng nghìn căn hộ dự án chung cư có mức giá được cho là siêu rẻ, từ 13 đến 15 triệu đồng một mét vuông ở hai lần mở bán đầu tiên. Tiếp đó ở lần mở bán thứ ba vào cuối năm 2012, dự án lại tiếp tiếp tục gây sốc hơn khi hạ giá xuống còn 10 triệu đồng một mét vuông. Giá bán này rẻ hơn cả nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại thời điểm đó. Tuy số lượng căn hộ giá 10 triệu đồng một mét vuông không nhiều, khoảng hơn 100 căn, nhưng có thể nói là chủ đầu tư dự án trung cư Đại Thanh, xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu chính là đơn vị mở đầu cho xu hướng nhà giá rẻ sau này. Được đà công ty của ông Lê Thanh Thản liên tục mua lại nhiều dự án, triển khai một loạt dự án nhà giá rẻ với mức giá gốc chỉ trên dưới 15 triệu đồng một mét vuông quanh khu vực vực Linh Đàm, Vành Đai 3 như tổ hợp 12, tòa nhà HH Linh Đàm, Kim Văn Kim Lũ. Mỗi lần ông Thản cho ra sản phẩm mới lại tạo nên những cơn sốt giao dịch. Việc bán hàng thần tốc với hàng nghìn căn hộ trong thời gian ngắn tại các dự án nên thương hiệu chung cư ông Thản là hiện tượng trên thị trường. Việc kinh doanh phân khúc nhà giá rẻ giúp ông Thản bán căn hộ, thu hồi vốn rất nhanh, nhưng cũng khiến đại gia này chịu nhiều tai tiếng với những loạt sai phạm tại các dự án. Năm 2016, Thanh tra thành phố Hà Nội đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc đầu tư quản lý sử dụng đất đai tại các dự án nhà ở do doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thuộc tập đoàn Mường Thanh đầu tư hoặc hợp tác đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua thanh tra, 9 trên 12 dự án đều có nhiều vi phạm nghiêm trọng luật đầu tư, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật quản lý thuế. Đối chiếu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 thì 9 trên 9 dự án có tình trạng vi phạm quy hoạch nghiêm trọng như tăng chiều cao công trình, tăng diện tích xây dựng khối đế, khối tháp, tầng hầm, chuyển đổi mục đích sử dụng từ văn phòng dịch vụ thương mại thành căn hộ ở, xây dựng tăng số lượng căn hộ với số lượng lớn, có dự án tăng gấp 6 lần số căn hộ được phê duyệt. Cụ thể dự án VP3 Linh Đàm tăng chiều cao từ 29 lên 32 tầng, xây dựng số lượng căn hộ từ 192 đến 151 căn, vượt 259 căn hộ so với quy hoạch. Dự án VP5 Linh Đàm cũng tăng chiều cao từ 29 lên 33 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 216 lên 805 căn. Dự án VP6 Linh Đàm tăng chiều cao từ 25 lên 37 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 138 lên 840 căn, vượt 702 căn. Các tòa nhà HH3, HH được phê duyệt mỗi tòa 816 căn hộ, xây thành mỗi tòa 2.000 căn hộ. Tổng số căn hộ tại 12 tòa nhà là hơn 8.896 căn, với dân số khoảng 26.688 người, vượt gấp 4 lần quy mô dân số được phê duyệt là 6.300 người. Dự án CT5 Tân Triều cũng xây vượt từ 492 lên 846 căn hộ, vượt 354 căn. Dự án CT6 Kiến Hưng tăng diện tích thêm hàng nghìn mét vuông khối nhà cao tầng xây từ 231 căn hộ lên 1.602 căn, vượt 1.371 căn so với quy hoạch. Khu nhà thấp tầng quy hoạch được duyệt 15 căn nhà liền kề cao 3 tầng, chủ đầu tư đã xây thành 38 căn liên kề cao 4 tầng, toàn bộ diện tích 718,8m2, quy hoạch xây dựng nhà trẻ ở khu vực này đã bị chủ đầu tư chuyển đổi thành các căn hộ thấp tầng. Các tòa HH Linh Đàm với diện tích 42.260m2 có dân số bằng cả phường Hoàng Liệt, phá vỡ các chỉ tiêu quy hoạch, gây quá tải về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, trường học, nhà trẻ tại khu vực. Thực trạng nhiều hộ dân mua nhà và sinh sống tại những dự án tai tiếng của ông Lê Thanh Thản bức xúc vì cảnh sống chật trội, chất lượng dịch vụ chung cư liên tục xuống cấp. Những thông tin trên cũng đã kết thúc tạp chí Viettimes của chúng tôi. Hy vọng với những thay đổi tích cực cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số sẽ giúp các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều và hấp dẫn hơn. Nếu yêu thích Viettimes, đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.